Anh Vượng có thể chia sẻ vài thông tin cho bà con ngành thủy sản biết được là cái máy mình là cái máy để công dụng làm gì trong cái quá trình mà xử cái chất thải của tôm nuôi anh? Sau khoảng 3 năm tôi ấp ủ và tôi thấy cái tình trạng mà nuôi tôm siêu thâm canh ao trên ao bạt hiện nay là thải ra một lượng chất thải rất nhiều và đã gây một cái hệ lụy là ô nhiễm môi trường rất là căng thẳng cho cái nghề nuôi thủy sản. Chính vì vậy cho nên là tôi đã ấp ủ và tôi đã tìm hiểu trên thị trường các phương pháp để xử lý cái chất thải này, nhưng mà hầu như là các phương pháp đó đều không được hiệu quả. Ví dụ như là phương pháp hệ thống tuần hoàn có nuôi cá rô phi, nuôi cá măng để nó tiêu thụ chất thải thì nó cũng rất hiệu quả, nhưng nó tốn rất nhiều diện tích, sử dụng khoảng trên 60% diện tích đất, cho nên là cái hệ thống này chỉ có những hộ nào có diện tích rất là lớn thì mới có thể là sử dụng được hệ thống tuần hoàn có nuôi cá phi, cá măng. Còn cái hệ thống thứ hai là cái hệ thống bioga. Hệ thống bioga thì theo tôi hiện nay là hệ thống này hoạt động không hiệu quả, chỉ được khoảng 2-3 tuần là đã đầy các bình hầm bioga này mà người dân không có phương pháp hoặc là người ta không thèm lấy cái chất cặn ở trong cái hầm bioga ra, làm cho cái hầm luôn luôn bị đầy. Và chính vì vậy cho nên là những ngày về sau việc xử lý chất thải gần như là xả thẳng ra môi trường và không có một chút hiệu quả nào. Thì chính vì vậy cho nên tôi đã mày mò và tìm kiếm trên thị trường được một loại thiết bị và tìm cách là làm sao để thu gom được chất thải trong quá trình nuôi tôm thải ra để chúng ta có thể là làm phân hữu cơ và hoặc là làm thức ăn cho các loài thủy sản khác, thí dụ làm thức ăn cho Artemia, làm thức ăn cho cá rô phi, làm thức ăn cho cá chê vân vân, đều có thể tận dụng được. Và đặc biệt cái điều đầu tiên quan trọng nhất là không gây ô nhiễm môi trường, vẫn một vấn đề rất là nan giải mà ngành thủy sản tới bây giờ chưa có cái phương án để giải quyết. Cảm ơn anh. Thì anh có thể đây anh chia sẻ về cái vận hành của cái máy này nó như thế nào, anh có thể giới thiệu cho bà con biết. Đầu tiên là chúng ta thu gom phân, thu gom phân tôm vào trong cái hệ thống bể. Cách thu gom phân tôm như sau, có hai là kiểu thu gom phân tôm. Thứ nhất là thu gom phân tôm từ cái phương pháp si phong đáy hoặc là xả đáy. Nếu mà ao nào có thiết kế cái hệ thống xả đáy thì chúng ta xả đáy, và ao nào không có thiết kế hệ thống xả đáy thì chúng ta dùng bơm chìm bơm ở cái phễu ở giữa ao ra ngoài và chứa vào một cái bồn. Thì trong mỗi lần si phong đáy gồm có xả đáy hoặc là bơm chìm thì lượng nước thải ra chỉ khoảng 1-2 khối nước. Sau khi đó chúng ta cho vào một cái bể cung xít, thí dụ như bể này hoặc là cái ao đất, bồn đất nhỏ khoảng 2-3 khối có chải bạt và dạng hình phễu để chất thải của tôm mau lắng. Sau khi lắng xuống chúng ta xả nước mặn ở trên mặt, nước trong không có lẫn phân tôm ra ngoài. Sau khi đó chúng ta giữ lại một lượng nước sệt có chứa phân tôm. Nếu mà lượng nước sệt này là khoảng 1-200 lít thì chúng ta rửa xả mặn, và rửa mặn bằng cách là chúng ta bơm nước ngọt vào trong cái hồ này với tỷ lệ 1/10. Thì khi mà độ mặn của nước nó là 20 phần ngàn thì chúng ta bơm vào với tỷ lệ 1/10, tức là 100 lít nước có chứa phân tôm, chúng ta bơm một khối nước có nước ngọt vào, chúng ta sẽ được là nước khi đó là chỉ còn 2 phần ngàn. Sau khi bơm nước ngọt vào rồi, chúng ta lại để lắng để cho một khoảng 15 phút để cho phân tôm lắng tụ xuống, và khi đó chúng ta sẽ rút bớt cái nước ngọt ra để chỉ còn nước
mà có chứa phân tôm sền sệt ở trong đó. Sau khi chúng ta đã thu được phân tôm rồi, chúng ta làm cái bước tiếp theo là chúng ta pha polymer. Polymer là một chất kết dính, nó dùng để hỗ trợ cho việc kết dính phân tôm lại với nhau để tạo thành ra những cục bông lớn, sau đó sẽ qua máy ép. Với cái cách pha là chúng ta pha nước ngọt với một tỷ lệ là 100 lít nước ngọt thì chúng ta pha khoảng 50 gram polymer loại tốt. Thì sau đó, sau khi pha polymer và chuẩn bị cái phân tôm xong, chúng ta sẽ đồng thời bơm vào cái hệ thống máy ép. Đây là hệ thống máy ép phân tôm. Trong cách bơm thì chúng ta có thể bơm bằng bơm chìm phân tôm vào trong máy và bơm polymer vào trong cái cũng vào trong máy đồng thời. Bơm polymer thì chúng ta dùng bơm định lượng. Bơm định lượng là một loại bơm bơm với một cái thể tích nhất định trong một thời gian nhất định mà đã được cài đặt sẵn. Sau khi chúng ta bơm hai loại nguyên liệu này vào máy thì máy nó sẽ có hệ thống trộn khuấy và lúc đó là nó sẽ tạo bông. Sau khi tạo bông xong thì nó sẽ nổi lên và nó chạy vào trong hệ thống máy ép phân tôm. Máy ép phân tôm sẽ từ từ ép vào trong máy và sẽ xả ra, ở đầu ra sẽ là phân tôm khô, độ ẩm khoảng 80%. Toàn bộ hệ thống của máy ép phân tôm và các loại bơm sử dụng trong 1 giờ tốn khoảng 1 kW điện. Và trong 1 giờ máy ép phân tôm này có thể ép ra trung bình 30 kg phân với độ ẩm là 80%. Với 30 kg phân tôm này và giá thành chỉ có 6.000 đồng thì tính ra là 1 kg phân tôm khi đã được ép khô chỉ có giá khoảng 200 đồng. Cái phân tôm mà sau khi mình ép ra thành khối như thế này thì đưa vào sử dụng được chưa anh, hay là qua một cái công đoạn là ủ như thế nào là mình mới đưa vào làm phân được? Có rất nhiều cách để sử dụng cái loại phân tôm đã được ép như thế này. Cách thứ nhất là những người bạn của tôi đã sử dụng là đã làm thức ăn trực tiếp cho Actimi. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta không cho ăn trực tiếp bằng cho ăn trực tiếp Actimi thì chúng ta có thể ủ lại và để chúng ta làm ủ vi sinh, và sau khoảng 30-40 ngày thì chúng ta có thể là có được một số lượng phân hữu cơ với chất lượng rất là cao. Và còn một hướng nghiên cứu nữa của tôi, tức là dùng cái phân này với cái hàm lượng chất dinh dưỡng ở trong phân tôm rất cao thì chúng ta có thể là chế biến thành một số loại thức ăn khác cho các loại như cá chê phi vân vân, cá rô phi. Hiện tại cái máy mình thì một cái sáng kiến mới của anh, hiện tại giờ là mình đang đưa vào vận hành thì thấy có hiệu quả rồi đó. Thì tương lai sắp tới thì mình có đưa cái máy này ra thị trường để giúp những cái farm nuôi lớn như là nuôi tôm canh chất thải rất là nhiều. Mình có ý định là sẽ làm ra cái máy này nhiều để phổ biến cho bà con không ạ? Sau khi tôi đã hoàn chỉnh được cái máy, tôi sẽ tiếp cận tới các công ty lớn trước. Các công ty này thường thường người ta sẽ được chứng nhận các tiêu chuẩn như RoboGap, ASC, VietGap vân vân. Thì những cái công ty lớn sẽ người ta sẽ tiếp cận cái dòng máy này và cách xử lý chất thải của tôm này nhanh hơn, và khi đó người ta sẽ sử dụng để người ta xử lý môi trường, và từ những công ty lớn này nó sẽ lan tỏa ra tới các hộ dân, và tôi sẽ đưa ra trên thị trường bằng cái một vài cái phương án kinh doanh. Anh có chia chiết tích được khi mà cái máy này đưa ra thị trường thì cái
bà con người ta đón nhận thì cái tiền nó sẽ lên cỡ khoảng bao nhiêu thì mình mới trao cái máy này kỹ thuật cho bà con được. Với cái máy này với cái công suất 1 mét khối 1 giờ tương đương với lại 30 kg phân trong 1 giờ thì tùy từng điều kiện của bà con để có thể chọn lựa công suất máy nhỏ hơn hoặc lớn hơn, và cách thiết kế của bà con thu gom phân tôm về gần hay xa cái máy để bà con linh hoạt. Toàn bộ hệ thống này chỉ khoảng 180 triệu và chúng tôi đang thiết kế cái loại máy nhỏ hơn khoảng trên 120 triệu. Và nếu mà làm một bài toán tính toán để lấy lại vốn cái máy này, tôi nghĩ là trong vòng khoảng chưa tới một năm thì đã lấy lại hoàn vốn, do là chúng ta có thể bán phân tôm thành phân hữu cơ ra thị trường. Và với cái hệ thống này thì bảo hành nó tới 5 tới 10 năm tùy từng loại nguyên liệu. Cái sáng kiến của mình là mình làm ra cái máy này thì đến hôm nay mình có đăng ký cái sở hữu trí tuệ chưa? Hiện nay thì tôi đã gửi đơn cho Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký cái sáng chế độc quyền về cái phương pháp xử lý phân tôm như thế này, và đã được gửi đi cách đây 2 tháng. Cái máy này thấy như vậy thì vận hành có dễ dàng không anh? Và công nhân họ có cần nhiều không? Khi chúng ta đã chuẩn bị phân vào và rửa mặn xong, rồi pha polymer xong và chúng ta khởi động là chúng ta không cần tới công nhân vận hành nữa, mà để máy tự chạy, chừng nào hết thì là chúng ta ngưng máy lại thôi, không cần công nhân vận hành. Để máy mà đưa vào người nông dân họ vận dụng áp dụng cái máy này vào cái sản xuất tôm đó anh, thì ở đây mình có cái mong muốn như thế nào? Tôi thì mong muốn là sức lan tỏa của cái phương pháp xử lý phân tôm này hướng dẫn cho người dân thực hiện cái phương pháp thu phân tôm này với tiêu chí đầu tiên là bảo vệ môi trường bền vững. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Vượng ha. Chúc là những cái sáng kiến anh sẽ được bà con tiếp nhận trong cái việc mà giải quyết cái môi trường cũng như là cái chất thải nuôi tôm siêu thâm canh. Tôi cũng rất mong là ngành tôm tiếp tục phát triển và phát triển một cách bền vững với cái phương pháp xử lý chất thải của tôm để bảo vệ môi trường như thế này. Tôi hy vọng rằng nhà nước sẽ chung tay và cùng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các công ty để các công ty áp dụng cái phương pháp xử lý chất thải này. Theo tôi là hiện nay là rất là hiệu quả và chưa từng có ở Việt Nam. Cảm ơn anh.